Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Vâng, xin chào các bạn khán giả đầu tiên của buổi livestream ngày hôm nay. Chào bạn Đức Triệu ạ, chào Trần Châu. Vâng, chào những bạn khán giả quen thuộc. Chào Dung Nguyễn Văn ạ. Vâng, xin chào Quyền CT, chào Hương Bùi ạ, chào bạn Hoàng Tuyết Mai. Vâng, xin chào gần 300 bạn khán giả đang xem ạ. Chúng ta đã có rất đông các bạn khán giả vào xem rồi. Vâng, chúng ta sẽ cùng đợi cho có đông các bạn khán giả vào xem hơn một chút nữa nhé. Vâng, như mình cũng đã để ở tiêu đề ngày hôm nay thì ngày mai ở Hà Nội cũng như là miền Bắc trời sẽ dịu nóng hơn. Và một thông tin khá là tích cực cho người dân ở thủ đô cũng như là những khu vực khác ở Bắc Bộ phải không ạ? Vâng, xin chào mọi người, xin chào các bạn khán giả tiếp theo ạ. Bây giờ thì cũng đã có khá các bạn khán giả chúng ta vào xem buổi livestream rồi. Thì Lan Chi sẽ cùng bắt đầu chia sẻ những cái thông tin đầu tiên về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai các bạn nhé. Hôm nay thì ở Hà Nội nhiệt độ là 35 độ ạ, mức nhiệt nắng nóng. Tuy nhiên sang ngày mai thì trời sẽ nhiều mây hơn và về chiều tối có thể có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ sẽ giảm 2 độ so với ngày hôm nay ạ, nhiệt độ giảm 2 độ so với ngày hôm nay xuống còn 33 độ. Đến thứ Bảy và Chủ nhật thì bầu không khí sẽ tiếp tục dịu đi, nhiệt độ chỉ còn là 32 độ. Cùng với thủ đô Hà Nội thì nền nhiệt ở các nơi khác thuộc miền Bắc cũng sẽ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ các bạn nhé. Những khu vực khác ở miền Bắc nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Phổ biến sẽ là từ 31 đến 33 độ ạ. Lưu ý là về chiều tối và đêm thì vùng núi, khu vực vùng núi sẽ chuyển mưa dông rải rác. Do ảnh hưởng của hội tụ gió nên là về chiều tối và đêm khu vực này sẽ có mưa dông rải rác các bạn nhé. Cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 50mm. Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi ngày mai sẽ tiếp tục không mưa và nắng mạnh ạ. Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục không mưa và nắng mạnh. Trời nóng với nhiệt độ cao nhất ở Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới xuống đến Quảng Ngãi sẽ là từ 33 đến 34 độ. Vâng, thế còn ít nhất 2 ngày tới thì sạt lở đất vẫn sẽ có khả năng cao xảy ra ở Tây Nguyên cũng như là vùng núi của Nam Bộ ạ. Sạt lở đất vẫn có nguy cơ cao xảy ra ở Tây Nguyên cũng như là vùng núi ở Nam Bộ các bạn nhé. Vâng, sạt lở đất vẫn có nguy cơ cao xảy ra ở Tây Nguyên cũng như vùng núi ở Nam Bộ ạ. Bởi vì dự báo là mưa dông khả năng sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Thời gian mưa lớn tập trung là về chiều và đêm ạ, và có điểm mưa to đến rất to với lượng là từ 30 đến 70mm và thậm chí có những nơi trên 100mm trong vòng 24 giờ ạ. Vì thế là nguy cơ sạt lở đất thì luôn luôn thường trực. Trời mưa lớn bà con tuyệt đối không trú hay là ngủ lại tại các lán trại ở dưới chân các sườn đồi dốc đứng các bạn nhé. Khu vực Nam Bộ thì cũng đang trong giai đoạn mưa nhiều ạ. Nam Bộ cũng đang trong giai đoạn mưa nhiều. Cảnh báo ngày mai mưa xảy ra trên diện rộng. Nhiều điểm mưa vừa mưa to lên đến hàng chục mm. Các vùng trũng thấp các đô thị bao gồm thành phố Hồ Chí Minh thì có thể bị ngập úng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần đề phòng với hiện tượng như là dông lốc, sấm sét hay là gió rất mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Vâng, hai vấn đề chúng ta cần chú ý trong ngày mai là ở miền Bắc sẽ tiếp tục có nắng nóng. Thế còn ở khu vực vùng núi thì khả năng là trời sẽ có mưa và cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất các bạn nhé. Vâng, rất nhiều câu hỏi đã liên tục gửi về cho mình để có thể giải đáp về tình hình thời tiết cụ thể ở các thành phố và thị xã. Thì ngay bây giờ Lan Chi sẽ chia sẻ cùng với các bạn. Như là tại thủ đô Hà Nội thì đêm nay không mưa, ngày nắng, chiều tối sẽ có lúc có mưa rào và dông các bạn nhé. Ngày mai trời sẽ có nắng, đến chiều tối khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Còn trong đêm nay thì trời sẽ không có mưa, khả năng là đêm nay trời sẽ không có mưa. Vâng, cái nóng sẽ dịu đi ngày mai ở thủ đô Hà Nội cũng như là các nơi khác ở Bắc Bộ ạ. Bắc Giang, Bắc Ninh. Bắc Giang đêm không mưa, ngày nắng, đến chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Bắc Ninh hay là Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định ạ. Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định.
Trời sẽ không mưa, ban ngày còn nắng các bạn nhé. Đêm không mưa, ngày nắng. Ở Phủ Lý, Hà Nam, đêm không mưa, ngày nắng, đến chiều tối sẽ lại xuất hiện mưa dông bạn ạ. Ninh Bình cũng đêm không mưa, ngày nắng bạn nhé. Ninh Bình đêm không mưa, ngày nắng ạ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, đến chiều tối sẽ lại xuất hiện mưa rào và dông. Ở Hà Nam, Phủ Lý, Hà Nam, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông bạn sĩ nhé. Vâng, ở khu vực vùng núi ạ, khu vực vùng núi, những nơi như là Sapa, Điện Biên Phủ, Lai Châu, Sơn La, Mộc Châu, Lào Cai hay là Yên Bái, có lúc có mưa rào và dông vào ngày mai ạ. Trời sẽ có lúc có mưa rào và dông vào ngày mai. Sapa, Điện Biên Phủ, Lai Châu, Sơn La, Mộc Châu, Lào Cai hay là Yên Bái ạ, trời sẽ có lúc có mưa rào và dông trong ngày mai. Thế còn Hòa Bình này, Mai Châu hay là Cao Bằng thì đêm không mưa, ngày nắng các bạn nhé. Đêm không mưa, ngày nắng ạ, ở Hòa Bình, Mai Châu và Cao Bằng. Ở Bắc Cạn, Hà Giang, Đồng Văn hay Lũng Cú, trời cũng sẽ có lúc có mưa rào và dông ở trong ngày ạ. Trời sẽ có lúc có mưa rào và dông trong ngày. Ở Lạng Sơn thì đêm không mưa, ngày nắng. Và ở Thái Nguyên cũng là đêm không mưa, ban ngày sẽ có lúc có mưa rào và dông bạn nhé. Đêm không mưa, ban ngày có lúc có mưa rào và dông. Điện Biên Phủ trời có lúc có mưa rào và dông ạ. Lạng Sơn cũng vậy, trời sẽ có lúc có mưa rào và dông ở trong ngày. Lạng Sơn đêm không mưa, ngày nắng bạn nhé. Lạng Sơn đêm không mưa, ngày nắng ạ. Xin lỗi các bạn. Lạng Sơn đêm không mưa, ngày nắng bạn hoàn toàn nhé. Ở Việt Trì, Phú Thọ đêm không mưa, ngày nắng ạ. Ở Lai Châu có lúc có mưa rào và dông. Lạng Sơn đêm không mưa, ngày nắng ạ. Còn ở Sơn La thì trời mới có lúc có mưa rào và dông bạn nhé. Sơn La trời có lúc có mưa rào và dông. Việt Trì đêm không mưa, ngày nắng ạ. Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh, để chúng ta xem nào. Hạ Long, Quảng Ninh cũng là đêm không mưa, ngày nắng. Và Hải Phòng cũng vậy ạ, đêm không mưa, ngày nắng. Ở Yên Bái trời có lúc có mưa rào và dông bạn nhé. Hải Dương, ở Hải Dương sẽ là đêm không mưa, ngày nắng ạ. Nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ ngày mai sẽ dao động trong khoảng là từ 31 đến 33 độ. Đối với khu vực Bắc Bộ ạ, nhiệt độ sẽ tăng thêm 1 đến 2 độ so với giảm xuống 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay. Chỉ còn là từ 31 đến 33 độ các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục ạ. Ở khu vực vùng núi hầu như là trời sẽ có mưa rào và dông trong ngày. Chỉ riêng Hòa Bình, Mai Châu hay là Cao Bằng, Lạng Sơn nữa thì là đêm không mưa, ngày nắng. Thái Nguyên thì đêm không mưa, ban ngày sẽ có lúc có mưa rào và dông bạn nhé. Thủ đô Hà Nội trời có lúc có mưa rào và dông ở trong ngày ạ. Chiều tối sẽ có mưa rào và dông. Thế còn ban đêm trời không mưa, ngày vẫn có nắng bạn nhé. Phú Thọ ạ, Việt Trì, Phú Thọ đêm không mưa, ngày nắng. Hạ Long hay là Hải Phòng, Hạ Long, Quảng Ninh, Hải Phòng cũng là đêm không mưa, ngày nắng ạ. Thái Nguyên đêm không mưa, ban ngày có lúc có mưa rào và dông. Chúng ta cùng đến với khu vực Trung Bộ ạ. Và rất nhiều các bạn đang hỏi Nghệ An hay là Hà Tĩnh ra sao. Vâng bạn ơi, ở Tuyên Quang trời có lúc có mưa rào và dông bạn nhé. Nhiệt độ sẽ là từ 22 đến 32 độ. Nhìn chung nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Vâng, có rất nhiều comment của các bạn bị ẩn và Lan Chi không thể trả lời hết được. Rất là mong các bạn thông cảm. Vào cuối buổi livestream thì mình sẽ cùng điểm qua thời tiết của cả ba miền đất nước một lần nữa để các bạn khán giả chúng ta nắm được nhé. Tiếp tục với khu vực miền Trung ạ. Ở Thanh Hóa, Sầm Sơn, Vinh, Cửa Lò xuống đến Hà Tĩnh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi hay là Lý Sơn ạ. Nhìn chung từ Thanh Hóa trở vào đến Lý Sơn, ngày mai đêm không mưa, ngày nắng các bạn nhé. Đêm nay không mưa, ngày mai trời có nắng. Đêm không mưa, ngày nắng ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quy Nhơn các bạn nhé. Riêng ở Quy Nhơn ạ thì trời sẽ có lúc có mưa rào và dông ở trong ngày. Quy Nhơn trời sẽ có lúc có mưa rào và dông ở trong ngày. Tuy Hòa, chiều và đêm sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Nha Trang cũng vậy, Nha Trang, Tuy Hòa, chiều và đêm sẽ có lúc có mưa rào và dông.
ở Phan Giang, Tháp Chàm, Mũi Né hay là Phan Thiết thì trời sẽ có lúc có mưa rào và dông ở trong ngày. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này sẽ rơi vào khoảng là 32 độ. Ở Tây Nguyên, những nơi như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt xuống đến Đắk Nông, Bảo Lộc hay là Lâm Đồng thì sẽ có cùng chung trạng thái thời tiết là trời sẽ có lúc có mưa rào và dông trong ngày. Ở Kon Tum thì đêm nay không mưa, ban ngày trời nắng, đến chiều tối sẽ có mưa rào và dông. Thế còn Pleiku, Buôn Ma Thuột thì tối nay và chiều mai sẽ có mưa rào và dông các bạn nhé. Mưa xuất hiện về chiều tối và đêm ạ. Ở Đắk Nông, Bảo Lộc hay là Lâm Đồng, tối nay và chiều mai sẽ có mưa vừa, mưa to và dông ạ. Đêm nay cũng sẽ có mưa các bạn nhé. Ở Quảng Bình, đêm không mưa, ngày nắng ạ, nhiệt độ là từ 24 đến 33 độ. Ở Việt Trì, Phú Thọ, thì trời sẽ ban ngày có nắng ạ, đêm nay sẽ không mưa bạn nhé. Hà Tĩnh, ở Hà Tĩnh trời sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Hà Tĩnh thì đêm không mưa, ngày nắng bạn nhé. Đêm không mưa, ngày nắng ở Hà Tĩnh ạ. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quy Nhơn, đến Lý Sơn ạ, đêm không mưa, ngày nắng, chỉ riêng Quy Nhơn là trời sẽ có lúc có mưa rào và dông. Vâng, ở Hà Tĩnh đêm không mưa, ngày nắng bạn nhé. Mình có một chút nhầm lẫn ạ, đêm không mưa, ngày nắng ở Hà Tĩnh. Ở Hà Giang thì sao ạ? Hà Giang trời sẽ có lúc có mưa rào và dông. Quảng Nam thì trời cũng là đêm không mưa, ngày nắng bạn nhé. Bắc Giang, ở Bắc Giang thì đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối sẽ có lúc có mưa rào và dông. Nhìn chung thì ở khu vực Bắc Bộ trong ngày mai thì trời sẽ vẫn có những khoảng nắng ở trong ngày, tuy nhiên về chiều tối khả năng sẽ có mưa rào và dông. Thế còn ở khu vực Trung Bộ thì chủ yếu sẽ là đêm không mưa, ngày nắng các bạn nhé. Khu vực từ Thanh Hóa đến Lý Sơn đến Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, đêm không mưa, ngày nắng. Ở Bắc Giang, đêm không mưa, ngày nắng, đến chiều tối sẽ có mưa rào và dông với nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Hải Phòng ở Hải Phòng đêm không mưa, ngày nắng ở Hải Phòng bạn nhé. Hải Phòng đêm không mưa, ngày nắng thủ đô Hà Nội của chúng ta, thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng và chiều tối sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Ở Bắc Ninh đêm không mưa, ngày nắng bạn nhé, nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Bắc trong ngày mai sẽ dao động trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Hưng Yên đêm không mưa, ngày nắng Ở Ninh Bình đêm không mưa, ngày nắng bạn nhé. Ninh Bình đêm không mưa, ngày nắng Thái Nguyên, đêm không mưa, ban ngày trời sẽ có lúc có mưa rào và dông. Yên Bái trời sẽ có lúc có mưa rào và dông ở trong ngày, bạn Ngọc Sơn nhé. Ở Lạng Sơn đêm không mưa, ngày nắng nhiệt độ cao nhất sẽ là 33 độ. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực Nam Bộ Ở Nam Bộ, những nơi như là Đồng Nai, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Phước, Tây Ninh. Nhìn chung ở hầu khắp các tỉnh thành phố ở khu vực Nam Bộ trong ngày mai sẽ cùng chung trạng thái thời tiết là ban ngày trời có mây thay đổi và nhiều mây. Đêm nay thì sẽ có mưa rào rải rác, chiều và tối mai sẽ có mưa rào. Mưa xuất hiện ở nhiều nơi và có những nơi mưa vừa mưa to Kèm theo đó là cả dông sét nữa các bạn, chúng ta chú ý. Còn ban ngày trời vẫn sẽ có những khoảng nắng các bạn nhé. Thái Bình có mưa không? Ở Thái Bình thì ban ngày trời sẽ có nắng đêm không mưa bạn nhé. Ninh Bình cũng vậy đêm không mưa, ngày nắng. Ở Bắc Cạn thời tiết mưa chưa vậy? Ở Bắc Cạn thì trời sẽ có lúc có mưa rào và dông trong ngày mai bạn nhé. Thủ đô Hà Nội trời cũng sẽ có mưa. Thủ đô Hà Nội thì mưa chủ yếu là về chiều tối ngày mai. Thế còn đêm nay không mưa và ban ngày trời có nắng bạn nhé. Ngày mai thì trời sẽ có nắng vào buổi sáng đến chiều tối khả năng trời sẽ chuyển mưa dông. Cuối tuần này ở Tuyên Quang sao ạ? Ở Tuyên Quang thì trời sẽ có lúc có mưa rào và dông ở trong ngày bạn nhé. Thái Nguyên cũng vậy ạ. Thái Nguyên thì
Ban ngày có lúc có mưa rào và dông, còn đêm nay sẽ không mưa. Vâng, ở Hải Phòng ngày mai thì sẽ chưa rét đâu ạ. Hải Phòng ngày mai vẫn sẽ là mức nhiệt trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Và trời cũng sẽ có khả năng ạ là trời sẽ có mưa bạn nhé. Vâng, Hải Phòng đêm nay thì không mưa, ban ngày trời có nắng, đến chiều tối mai khả năng thì sẽ có mưa. Hải Dương đêm không mưa ngày nắng ạ. Hải Phòng cũng là đêm không mưa ngày nắng, tuy nhiên chiều tối thì vẫn có xác suất mưa xảy ra bạn nhé. Tuy nhiên xác suất thì khá thấp thôi ạ. Hải Dương đêm không mưa ngày nắng ạ. Lào Cai cũng là trời có lúc có mưa rào và dông trong ngày bạn nhé. Vâng, ở khu vực Trung Bộ thì đêm không mưa ngày nắng ạ, khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi. Thế còn ở Quy Nhơn thì vẫn sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Giang, Tháp Chàm trời cũng sẽ có lúc có mưa rào và dông ở trong ngày, Mũi Né, Phan Thiết cũng vậy. Vâng, bây giờ thì mình sẽ cùng tổng hợp tình hình thời tiết chung một lần nữa ở cả ba miền đất nước để các bạn khán giả chúng ta vào sau, hay là những comment nào mà bị ẩn thì cũng có thể nắm được tình hình thời tiết ở địa phương mình các bạn nhé. Vâng ạ, sang ngày mai thì ở thủ đô Hà Nội trời sẽ có nhiều mây hơn, về chiều tối sẽ có mưa rào nhẹ khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể giảm 2 độ so với ngày hôm nay, xuống là 33 độ. Đến thứ bảy và chủ nhật thì bầu không khí sẽ tiếp tục dịu đi, chỉ còn là 32 độ. Cùng với thủ đô Hà Nội thì nền nhiệt các nơi khác ở khu vực miền Bắc cũng sẽ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ ạ. Phổ biến là từ 31 đến 33 độ các bạn nhé. Lưu ý là về chiều tối và đêm ở vùng núi chuyển mưa dông rải rác. Và do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió nên là chiều tối và đêm sẽ có mưa dông rải rác. Cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 50 mm. Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi ngày mai sẽ tiếp tục không mưa, trời nóng và có nắng. Trời sẽ nóng với nhiệt độ cao nhất ở khu vực này là từ 33 đến 34 độ, có nắng mạnh ạ. Ít nhất 2 ngày tới thì sạt lở đất vẫn có nguy cơ cao xảy ra ở khu vực vùng núi Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Trung Bộ, vùng núi Nam Trung Bộ, bởi vì dự báo là mưa dông sẽ xảy ra ở nhiều nơi ạ. Và thời gian mưa tập trung chủ yếu là về chiều và đêm, có những điểm mưa to đến rất to với lượng là từ 30 đến 70 mm và thậm chí là trên 100 mm trong vòng 24 giờ. Trời mưa lớn nên là bà con tuyệt đối không trú lại tại các lán trại ở bên các sườn đồi dốc. Quý vị chú ý. Thế còn ở khu vực Nam Bộ cũng đang trong giai đoạn mưa nhiều ạ. Cảnh báo ngày mai thì mưa sẽ xảy ra trên diện rộng. Nhiều điểm mưa vừa mưa to lên đến hàng chục mm. Các vùng trũng thấp các đô thị thì có thể bị ngập úng. Thế còn bên cạnh đó thì dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh vẫn có khả năng xảy ra các bạn nhé. Vâng, vừa rồi đã là những thông tin thời tiết cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hy vọng là những thông tin mà Lan Chi cung cấp thì sẽ giúp ích cho các bạn trong những cái dự định vào ngày cuối tuần các bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hẹn gặp lại trong những bản tin livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.